Okay, chào mừng các bạn đến channel của Super Tá Tê. Và hôm nay là mình sẽ làm một video kể chuyện ma. Thật ra là hôm nay mình giờ định làm một cái video video hài ở trốn thoát khỏi xác nhân Michael Myers, nhưng do có một số rắc rối trong lúc mình là mình chuẩn bị và làm những cái video khác về liên quan đến hài ở trốn thoát khỏi xác nhân Michael, có một số rắc rối trong đó, cho nên mình sẽ dời cái video đó qua một ngày gần đây, hoặc là gần cái video này khoảng cách một ngày đó, mình sẽ làm video đó cho các bạn xem. Còn hôm nay là mình sẽ làm video cái chị ma. Cái danh sách phát về cái chị ma thì chỉ có một cái thôi, nó không khá là ít, rất ít luôn đó, cho nên mình làm một cái video cái chị ma đặc biệt hơn và cũng không kém phần ghê rợn hơn đó. Bây giờ trước khi em bắt đầu kể là mình sẽ nói một số điều về cái câu chuyện mình sẽ kể dưới đây đó. Cái câu chuyện này là bắt nguồn từ một nơi mà chắc các bạn ai cũng biết hết, đó là Đà Lạt, mà điểm du lịch khá là lạnh đó, bởi vì thời tiết đó đa phần là đều là rất là lạnh đó. Và không những thế mà ở đó thì cũng nổi tiếng bởi những câu chuyện ma mị ghê rợn, đặc biệt là ngôi nhà ma nổi tiếng ở Đà Lạt đó. Chính vì sự đáng sợ ngôi nhà đó mà có rất nhiều người tò mò đến đó vào mỗi buổi đêm khuya, và có nhiều người cũng đã thấy rất nhiều điều kinh hoàng đã xuất hiện trong ngôi nhà ma đó. Không chỉ vậy là cũng vẫn còn có rất nhiều câu chuyện khác đó. Và một trong số đó chính là một câu chuyện mà mình sẽ kể trong đây. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật ở Đà Lạt. Trước khi bắt đầu kể, nếu bạn nào thấy video này hay thì hãy để lại like, chia sẻ video mọi người ở trong cho mọi người xung quanh biết, và subscribe kênh, ấn nút chuông để tạo thêm nguồn động lực cho mình để có thể làm video hài trốn thoát khỏi xác nhân Michael tốt hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên cho mạng và kể cho các bạn nghe. Câu chuyện này là nó nằm ở chị ma có thật nét. Nếu bạn nào muốn xem câu chuyện này rõ ràng hơn thì các bạn hãy vào trong đây và sau đó các bạn đọc nó khá ghê. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nói thật nhà em ở Đà Lạt, mà Đà Lạt thì chuyện về ma thật ra thì rất nhiều rồi, và chuyện âm dương ở Đà Lạt cũng xuất hiện nhiều, và em kể câu chuyện em gặp ma 100% sự thật. Ngày hôm đó em cùng ông anh đi nhậu, có rủ thêm một thằng bạn lớp trưởng K3 đại học Yersin tên Xuân quê Nghệ An. Chiều hôm đó trời rất âm u, ba anh em ngồi nhậu ở quán ốc bà A, và thì cũng năm cả lít, ba anh em ai cũng tê mà khổ nổi nhau. Xong ông anh đòi về mà nhà ổng ở Định An phải đổ đèo hơn nguy hiểm. Thế ra em nói để em đưa anh về, còn thằng Xuân thì nó về phòng trọ ngủ trước. Hai anh em đổ đèo an toàn ổng về nhà, em phi xe ngược lên đèo một mình. Nó khổ nổi là em đang đi thì mắt tèo quá chịu đến nổi, em dừng ngay trước cổng căn biệt thự ma đầu đèo. Em vừa đái vừa nhìn vào nhà, em còn nhớ chính xác lúc đó gần 9 giờ tối, xe cộ vắng tanh. Em nói là bẩm, nhà này có ma mà tại sao giờ này tự nhiên có điện. Lời nói của em là vô thức thôi, vì bình thường em không dám nói những lời như thế đâu. Về tới Đà Lạt, em gọi điện cho thằng Xuân, nó ở trọ qua nhà nó ngủ luôn. Chứ về nhà anh bà già nghe mùi rượu lại lời ra tiếng và không hay. Thế là về phòng nó em ngủ luôn, mà cũng là lúc bắt đầu. Đây khúc này là bắt đầu những hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Đang ngủ
chỉ có ngươi cứ lê lê em vậy. Và mà các bác biết cái dòng xe rượu rồi, sẽ gì mà gọi được em, cho nó cứ lê lê em hoài, làm em khó chịu một mình. Rồi em hơi tỉnh tỉnh, định quay xe nói cái khúc này mình không dám nói, bởi vì câu này hơi có hơi tục một xíu. Nhưng mà vì cơ của mình á, là mình sẽ làm toàn bộ hết sức, cho dù có những câu nói là hơi tục một xíu, cho dù mình cũng không dám nói. Bây giờ mình sẽ nói nha. Đồ mẹ mày rảnh hả? Thì bất ngờ mẹ em câm như hên luôn. Các bác không tài nào hét ra được, không vùng vẫy được luôn. Em sợ có lẽ là đá ra cả ra quần. Cái mặt người phụ nữ hiện ra trước mắt em không nhìn rõ mặt, vì tóc của người đó rất dài và che phủ cả căn mặt. Nằm trên dàn ghế nhìn rất cổ, sát nhà ghế còn có cái bàn nhỏ. Trên cái bàn nhỏ còn để một cái đèn gió. Em tỉnh hẳn, em ý thức được là mình đang ở nhà trọ, nên cái khung cảnh mà em nhìn thấy như đang ở trong một căn nhà Pháp. Em cố nhắm mắt ngủ, cố hết sức nhắm mắt, thì cứ cảm giác có ai đó đi từ từ về phía mình. Anh sống lưng, rồi nó còn đặt bàn tay lên vai, rồi lay lay em nữa. Em sợ không dám mở mắt, nhưng cái cảm giác nó lay mình còn sợ hơn nữa. Mở mắt từ từ ra lại thấy như cũ, người đàn bà tóc dài nằm trên ghế, tóc dài che phủ, không khí nghẹt thở. Lần này em cố nữa, nhắm mắt lại và cố ngủ thật sâu, vì em biết đây không phải là mơ, nhưng cái cảm giác đó lại lặp lại. Có cái lạnh đến từ từ trong từng bước chân, rồi lại bàn tay ấy rờ lên bờ vai. Lần này em quyết định mở mắt ngay và nhìn thẳng vào mặt nó. Kết quả vẫn không thấy gì. Em cố la hét thật lớn, nhưng cổ họng của em bị nghẹn lại. Nó không nên lời. Em cố lắm, cố như muốn gãy cái con cổ để quay sang nhìn thằng bạn, muốn gãy cả cái cổ mới quay sang thấy nó. Nó nằm xoay em lưng lại với em, và thấy nó em cũng rất vui, vì ít ra nó có thể nó sẽ giúp được. Cố gắng đưa bàn tay lên để gọi nó dậy, rồi lại cố, nhưng kết quả không như em muốn. Chạm được đến vai nó thì tay lại rớt xuống. Em cảm giác như nó chết rồi, thịt nó vỡ ra thành từng mảnh như vậy. Chạm đến đâu thì thịt rớt ra đến đó. Em sợ vô cùng và không biết làm cách nào để trốn thoát. Và người đàn bà đó cũng không làm gì em, chỉ biết rằng đây không phải là nhà trọ và thằng bạn em đã chết. Rồi cái vận may của em cũng tới, khi có tin nhắn đầu tiên xuyên qua từ đâu đó thì cũng là lúc cái cổ họng của em có thể la được. Em hét thất thanh của tao với. Tiếng hét của em có thể nói là chấn động Đà Lạt, thì có thể là em hát hết sức của em. Sau 2 giây mọi thứ trở lại như cũ, không còn cái ghế sofa trải dài nữa, không còn cái đèn gió ở Pháp cổ kính nữa. Bất ngờ thằng bạn em bò dậy và nó nói mày bị thần kinh à. Cả nhà trọ đều thức dậy bởi tiếng hét của em. Họ có qua hỏi thăm nhưng thằng bạn em nói không sao, và họ lại về phòng. Nó dìu em dậy. Cái giường nơi nó nằm nó sũng như một vũng nước đầm lầy, và chính nó cũng không hiểu vũng nước đó ở đâu. Em bật dậy và sờ vào từng vị trí của căn phòng để em biết chính xác em không hề mơ. Thì tụi này em cũng không giải thích nổi. Ngoài ra vài chuyện khác em kể sơ sơ cho các bạn ở Đà Lạt nhé. Có nhiều anh em Đà Lạt mà nên sẽ có bác chứng thực cho em nói là thật luôn. À thật thôi. Cách đây chừng 2 năm, ngay ấp ánh sáng gần đó có luồng nước chảy từ hồ Xuân Hương ra, giờ được bao bọc lại như bờ kè Hồ Chí Minh á. Hôm đó ngày đang đẹp trời thì có hai anh em chừng lớp 3 hay lớp 4 gì đó, em nhớ không rõ, ra ngoài bốc đất. Xong tự nhiên hai em nó tự đắp lên cái mộ, rồi lại mấy tùm lum. Sau đó không hiểu nguyên nhân vì sao mà cả hai anh em rớt xuống nước. Sau đó trời nổi giông to, sấm sét, mưa gió ầm ầm. Bố mẹ nó thấy mưa to, gọi hai anh em nó thì không tìm ra. Sau đó hai anh em nó đã bị nước cuốn trôi thì thôi rồi. Chuyện không chỉ có thế ra người ta luồn sụp đổ nước chảy đó mãi,
mà tìm không ra xác của hai anh em. Sau đó nhà mọi nó mời ông thầy chùa về đọc kinh thì biết hai anh em nó bị ma giấu nên không nên tìm không ra. Sau khi phóng quái thì tìm đã được ngay. Đó là toàn bộ câu chuyện. Nó cực kỳ ghê. Còn một đoạn cuối nhỏ ở dưới đây nữa. Thể hiện lòng tự trọng và cách ghi nguồn thì mới có trọng nét và tên tác giả khi lấy chuyện đi bất cứ đâu. Thật sự là những câu chuyện mà mình kể hồi nãy á, nó khá là ghê. Bởi vì Đà Lạt là một nơi nổi tiếng về những câu chuyện ma có thật. Và câu chuyện nãy mình nói đó, anh có nói rằng là câu chuyện này có thật 100%. Đó, cái khúc mà người phụ nữ mà tóc dài á, che luôn cả mặt thì khá là ghê. Thì mình nghĩ này cũng khá là giống ma. Nhưng mà ban đầu lúc mình đọc thì cũng không tin đâu. Nhưng mà sau khi một hồi mình đọc thì mình thấy câu chuyện này khá là ghê. Nếu bạn nào muốn tò mò thì các bạn hãy lên các bạn lên mạng để mà tham khảo một số câu chuyện. Nhưng mà các bạn đừng dạy gì vào những nơi mà các bạn không nên đến nha. Những nơi đó cũng có thể là rất là nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của các bạn. Đặc biệt là cái ngôi nhà ma ở Đà Lạt, mình cảm thấy nơi đó có gì đó hơi bất thường và có bí ẩn. Một ngày nào đó mình sẽ kể cho các bạn nghe một số sự thật kinh hồn về ngôi nhà ma đó. Rồi thì video hôm nay đã hết. Nếu bạn nào thấy video này hay thì hãy để lại like, share, subscribe kênh và ấn nút chuông để tạo thêm nguồn động lực cho để mình làm video tiếp theo, cũng là video mà các bạn mong chờ nhất. Rồi trước khi bạn ngủ là bạn không được nhắc gì về cái câu chuyện hồi nãy mình kể nha. Nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là có gì đó hơi ớn lạnh đằng sau lưng bạn. Và nhớ theo mình thấy là cũng sắp tới tháng cô hồn rồi, cho nên mình sẽ ngừng việc kể một số câu chuyện ma để tránh gặp phiền phức hay sự xỉ đó xảy ra. Rồi tạm biệt các bạn.